Sáng nay tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024 được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên từ tháng 4 đến hết tháng 8 với một chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch tình nguyện là mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng và hành quân xanh. Trong chiến dịch, tuổi trẻ Nghệ An đề ra 13 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó xác định rõ các công trình phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương đơn vị. Để thực hiện thành công chiến dịch, Ban Thường vụ tỉnh đoàn chỉ đạo thành lập các đội hình tình nguyện gắn với các nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương đơn vị. Tập trung vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, các xã xây dựng nông thôn mới, các làng thanh niên lập nghiệp. Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 2 mô hình sinh kế cho huyện Con Cuông và huyện Tương Dương với tổng trị giá 2 tỷ đồng. Ngoài ra, các tổ chức và doanh nghiệp cũng đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ như trao học bổng, trao tặng túi thuốc cho học sinh, tặng túi quà an sinh cho người dân, xây dựng các công trình cộng đồng như vườn ươm thanh niên và thắp sáng đường quê. Ngay sau lễ ra quân, tuổi trẻ đoàn khối các cơ quan tỉnh đã triển khai các hoạt động hưởng ứng tại huyện Con Cuông, gồm phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy với sự tham gia của 400 người dân, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật xử lý rác thải bằng công nghệ IMO với sự tham gia của 100 hộ dân, khám phát thuốc tư vấn sức khỏe tại trạm y tế xã Châu Khê cho 400 người dân, trao tặng vườn ươm gần 10.000 cây giống.